Hai anh em, hôm nay sẽ là một clip rất đặc biệt và Mớm hy vọng rằng anh em sẽ theo dõi đến cuối clip này. Bởi vì sao? Thời gian qua, Mớm đăng một clip về Bruno, chuyền hai số 1 thế giới và đã xảy ra hai cái luồng tranh cãi dữ dội giữa các anh em. Là đa số anh em lại cho rằng là Christensen là hay nhất thế giới và đa số anh em cũng lại cho rằng là Bruno mới là xứng đáng hay nhất thế giới, vân vân. Thì như vậy thì với quan điểm của Mớm TV là gì? Xin mời anh em chúng ta hãy theo dõi đoạn phân tích sau đây nhé. Ok, bắt đầu. Anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm clip rất đặc biệt so sánh về hai tay chuyền hàng đầu thế giới là Bruno và Christensen. Vừa qua thì có khá nhiều anh em cũng so sánh với nhau. Thì với quan điểm Mớm TV, Mớm đã liệt kê ra một số tiêu chí. Nhưng trước khi so sánh, Mớm muốn gửi đến anh em một điều thông tin như thế này. Đó là khi chúng ta so sánh gì đó thì chúng ta phải đặt hai cái vật mà chúng ta cần so sánh hoặc là hai cá nhân, hai tổ chức chúng ta cần so sánh chung một cái phương diện. Vậy ở đây, Christensen và Bruno đều thi đấu ở vị trí chuyền hai hết, đúng không ạ? Và cả hai cũng còn đang thi đấu. Đó. Như vậy thì cơ bản về phương diện thì hai người này đã đạt yêu cầu và điều kiện để so sánh. Chứ chúng ta không thể nào so sánh hai vận động viên bóng chuyền. Ví dụ một người đang thi đấu ở vị trí chuyền hai còn một người đang thi đấu ở vị trí chủ công, hoặc là libero, thì không thể nào so sánh được vì nó không cùng phương diện. Còn ở lần này, Christensen và Bruno đều cùng phương diện là ở vị trí chuyền hai và đều còn đang thi đấu chứ chưa ai giải nghệ cả. Đấy, nó có một sự khác biệt tí xíu thôi, là một anh thì thi đấu bắt đầu sự nghiệp vào những năm 2005-2006, một anh thì bắt đầu sự nghiệp vào năm 2012. Đó, thì một tí xíu Mớm sẽ có cách để cho nó công bằng. Ok, và như vậy thì Mớm đã tìm ra được bốn cái tiêu chí để so sánh giữa Christensen và Bruno ai hay hơn ai. Và anh em, trước khi làm này thì Mớm giải thích rằng bốn cái tiêu chí này là do Mớm tự soạn ra, đồng thời tham khảo một số cái ý kiến của anh em ở trên cái cộng đồng YouTube của Mớm. Ok, bắt đầu nha. Tiêu chí đầu tiên mà Mớm muốn nói anh em đó là tiêu chí về cái thông số cá nhân, nó bao gồm chiều cao, sức bật, năm sinh, tuổi tác, vân vân. Tiêu chí thứ hai ở đây Mớm mới đề cập, đó chính là cái tiêu chí danh hiệu đạt được. Tiêu chí thứ ba là tiêu chí giá trị của cầu thủ trên thị trường. Và tiêu chí thứ tư là tiêu chí cùng, đó chính là hiệu số thắng bại khi đối đầu trực tiếp giữa Christensen và Bruno. Và bây giờ chẳng chơi gì nữa, chúng ta cùng đi mổ xẻ tiêu chí đầu tiên. Ok này nha. Một, tiêu chí thông số cá nhân. Tại sao Mớm lại sắp xếp cái tiêu chí này đầu tiên? Vì tiêu chí này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái kỹ thuật cũng như là cái phong cách thi đấu. Như chúng ta đã biết, Bruno cao 1m90, bật là 3m23, còn bật chắn là 3m02. Trong khi đó, Christensen của Mỹ thì cao 1m98, nhưng lại bật là 3m49 và bật chắn là 3m40. Thì nhìn vào cái thông số này, anh em cũng nhìn thấy rằng là Christensen bật cao hơn và có chiều cao cao hơn. Như vậy thì ở chỉ số cá nhân của cầu thủ thì chúng ta thấy rằng Christensen nó nhỉnh hơn Bruno khá là nhiều. Đấy. Và chính vì cái sự chênh lệch về chiều cao cũng như cái bật đà và bật chắn này, cho nên là nhiều anh em cho rằng là Christensen có khả năng là đập bóng ở bách hai tốt hơn. Thì cái đó đúng thôi, Mớm không có nói gì hết. Rõ ràng chúng ta thấy theo dõi Christensen thì Christensen có rất nhiều pha kiểu như là bắt một vừa bắt lên tới anh ta thì anh ta nhảy lên và đập luôn chứ khỏi cần chuyền cho tay đập. Thì chúng ta thấy là có khá nhiều cái pha xử lý như vậy ở Christensen. Đó. Đồng thời Bruno tuy không bật cao như Christensen, đúng không anh em, nhưng Bruno lại thường xuyên là bỏ nhỏ bắt hai dẫn được. Đấy, anh ta không đập nhưng anh ta lại bỏ nhỏ thì chúng ta theo cũng biết. Nhưng ở cái thông số cá nhân này, nó ảnh hưởng tới cái phong cách thi đấu như Mớm đã nói hồi nãy giờ. Đó. Và đặc biệt hơn nữa là chính nhờ cái chiều cao nó cũng như sức bật của mình, cho nên Christensen có khả năng xử lý bóng mà khi ở bách hai cũng trên lưới mình có cảm giác như là tốt hơn Bruno. Thì cứ cho như là vậy đi, trong bóng chuyền thì chiều cao nó luôn luôn là lợi thế nha. Cho nên ở cái một cái thông số cá nhân này thì do lợi thế về chiều cao, cho nên là những pha mà khả năng mà xử lý bóng trên không cũng như là khả năng chắn bóng thì mình cảm thấy là Christensen nó nhỉnh hơn Bruno. Cái này thì mình phải nói thiệt cho anh em biết. Ok, như vậy thì ở tiêu chí đầu tiên coi như Christensen 1-0. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ qua tiêu chí thứ hai. Chưa hết đâu anh em, cuộc chiến nó còn dài lắm. Qua tiêu chí thứ hai nó sẽ rõ hơn nữa. Ok nha. Tiêu chí thứ hai là tiêu chí danh hiệu. Đây mới là cái vấn đề để đáng nói. Ông Bruno này hơn Christensen này tới tận là 7 tuổi. Một người sinh năm 86, một người sinh năm 93. Trên lệch nhau tới 7 tuổi.
Vậy như vậy thì khi mà chúng ta so sánh danh hiệu như vậy thì nó có phần thiệt thòi cho Christensen đấy, đúng không ạ? Tại vì một người bắt đầu sự nghiệp trước, một người bắt đầu sự nghiệp sau. Ông Bruno thì đâu đó khoảng năm 2005, 2004 gì đó. Còn ông Christensen này thì tới năm 2011, 12, 13 gì đó thì mới thi đấu. Thì rõ ràng thì nếu mà chúng ta so sánh về cái danh hiệu đạt được đó, thì Christensen nó thiệt thòi. Vậy thì để cho công bằng luôn, công bằng luôn, không thiệt thòi cho Christensen luôn, Mốm sẽ lấy cái mốc thời gian là năm 2012-13 gì đó, là đó là cái năm thời gian mà Christensen đã thi đấu anh em, thi đấu chuyên nghiệp đấy, thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Thì mình sẽ lấy cái mốc thời gian khi mà Chris bắt đầu sự nghiệp cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ đó, mình bỏ luôn cái khoảng thời gian phía trước của Bruno luôn, và để xem từ năm 2013 cho tới nay ai hơn ai, như vậy nó mới công bằng. Đấy. Chứ mà nếu mà chúng ta mà so sánh tắt tằng tặc luôn hen, là về danh hiệu là Chris thua xa Bruno, thua xa đâu, để công bằng Mớm sẽ so sánh từ cái mốc 2013. Ok, tiếp tục đây. Thì một cái nữa nè, thì một cái quan trọng nữa là Mớm chỉ so sánh những giải đấu mà do FIVB tổ chức thôi, chứ không so sánh những cái giải đấu mà do Liên đoàn bóng chuyền Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, cũng như là Liên đoàn bóng chuyền Nam Mỹ tổ chức. Mớm không sánh vì nó không cùng phương diện, Mớm đã nhắc lại một lần rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến đây. Những giải đấu mà do FIVB tổ chức thì nó gồm có là 7 giải anh em, 7 giải nha. Tham gia vào tổ chức thì FIVB nó có 7 giải, đó là Thế vận hội Olympic, World Championships, World Cup, World League, World Grand Prix, World Grand Champion Cup và Beach Volleyball World Tour. Thì nó tổng cộng nó có 7 giải, nhưng ở đây nó có cái giải thứ 7 là cái giải Beach Volleyball World Tour. Thì cái giải này nó dành cho bãi biển cho nên là nó không liên quan, cho nên mình bỏ ra, mình lấy 6 giải. Như vậy thì Mớm sẽ so sánh cái danh hiệu mà hai vận động viên này đạt được trong cái 6 giải đấu mà thuộc FIVB tổ chức. Ok nha. Đấy. Và khi mà Mớm tìm hiểu thì một cái kết quả là như thế này anh em. Bruno giành được ở cấp độ đội tuyển là 5 cúp vàng FIVB. 5 cúp vàng trong hệ thống các giải FIVB mà Mớm đã nhắc hồi nãy. Đấy. Và một cúp bạc, 5 cúp đồng. Đó, đó là ở cấp độ đội tuyển nha anh em, đối với Bruno. Còn ở cá nhân Bruno, còn ở cá nhân Bruno nha anh em, là 4 lần chuyền hay hay nhất ở FIVB và 1 lần lạc là cầu thủ đáng giá nhất của FIVB. Đấy, còn về cái mốc thời gian hay cái gì đó thì anh em có thể tìm hiểu, mốc không thể nào nói là được, nó nhiều lắm. Đấy, thì về cá nhân Bruno nha anh em, 4 lần chuyền hay hay nhất FIVB và 1 lần cầu thủ đáng giá nhất. Còn về đội tuyển thì 5 cúp vàng FIVB, 1 huy chương Olympic vàng và 5 huy chương bạc FIVB. Ok, giờ chúng ta sẽ quay lại với anh chàng Christensen, một anh chàng tài năng trẻ. Ok, còn đối với Christensen, anh em coi nè, ở đội tuyển là 2 cúp vàng FIVB, 1 cúp bạc và 5 cúp đồng FIVB nha. 2 vàng, 1 bạc và 5 đồng. Còn cá nhân là 4 lần chuyền hay nhất của FIVB vinh danh. Rồi, ok, anh em xem xong rồi đó, mà cũng nghe xong rồi đó, thì rõ ràng ở cái danh hiệu mà khi mà muốn tính một cách công bằng nhất là từ năm 2013 cho đỡ về đây thì Christensen vẫn thua Bruno. Thua khá là nhiều luôn á, nhất là ở cấp độ đội tuyển. Và ở cái cấp độ, còn ở cá nhân thì chỉ được 4 lần là chuyền hay nhất thôi. Trong khi đó thì Bruno lại được là 4 lần chuyền hay nhất và 1 lần là cầu thủ đáng giá nhất. Thì ở cái mặt danh hiệu này, nói một cách công bằng, tính từ năm 2013 đến đây, Bruno vẫn hơn. Bruno vẫn hơn, mặc dù hơn Chris 7 tuổi. Đấy, anh em thấy chưa? Về mặt danh hiệu thì ở cái tiêu chí danh hiệu này, Bruno thắng. Vậy là chúng ta có một điều. Ok, như vậy là chúng ta sẽ đến với cái tiêu chí thứ ba mà Mớm nghĩ ra, và anh em xem coi tiêu chí thứ ba này ai thắng nha. Tiêu chí thứ ba, một tiêu chí rất quan trọng, đó là giá trị cầu thủ, hay nói một cách nôm na cho anh hiểu là cái mức lương á, nhận được khi mà thi đấu cho một mùa giải. Thì Mớm đã tìm hiểu rất nhiều thông tin ở trên mạng, Mớm sợ bằng tiếng Anh không à, để coi là cái giá trị chuyển nhượng cũng như là cái thu nhập của những anh chàng cầu thủ này là nó bao nhiêu. Thì nó không có nhiều thông tin anh em, nó không có nhiều thông tin. Mãi Mớm tìm mãi thì thấy được ở trang web mà Mớm cũng nhắc anh em mấy lần ở những clip trước, là trang web nó chính là World of Volley. Đây là một cái trang web khá nổi tiếng ở bên châu Âu, nó cũng nói về các cầu thủ bóng chuyền rất là nhiều. Thì nó có một cái bài đăng vào năm 2016, đây
Cụ thể luôn em là ngày 24 tháng 6 năm 2016. Đấy, mức lương của Chris Thompson đấy là 180.000 đô la cho một mùa, trong khi đó của Bruno là 550.000 đô la. What the hell? Cho một mùa. Đấy, cái hình anh em đang xem sau lưng mớm nè. Đó, để cho anh em coi coi. Rồi để coi ai cao. Đây đó là cao hơn cả Lyon, cao hơn cả Ivan Zaytsev. Đó, anh em nhìn thấy không? Cao quá trời luôn, cao hơn luôn cả là Lyon, Ivan Zaytsev. Ủa, cao hơn chủ công của Mỹ luôn kìa. Trong khi đó chúng ta thấy rằng là lương của Chris Thompson chỉ có 180.000 đô la cho một mùa, và ông Bruno này còn cao hơn những chủ công nữa. Nó cao hơn cả Lyon nữa, anh em thấy không? Là tới 550.000 đô la cho mỗi mùa. Thì cái giá trị cầu thủ này nó là điều gì? Nó được nhiều thứ lắm, chứ không đơn giản chỉ là tiền không đâu anh em ạ. Đó, tại sao mà một câu lạc bộ lại dám bỏ ra tới 550.000 đô la cho mùa đối với Bruno, lại không bỏ ra 550.000 đô la cho mùa đối với Chris Thompson, mà chỉ bỏ 180.000 đô la thôi? Thì tất cả nó cũng còn cái lý do của nó, nhưng qua đó về mặt giá trị cầu thủ này nó nói lên được khá là nhiều điều về cái giá trị cầu thủ cũng như là cái mức lương và cái tài năng cống hiến có thể đem lại cho cái câu lạc bộ đó. Thì rõ ràng ở cái tiêu chí về giá trị cầu thủ này, mức thu nhập cho một mùa giải, thì Bruno thắng tuyệt đối, thắng luôn cái những chủ công khác luôn, chứ đừng có nói riêng cái tên Tyson. Đấy, và chúng ta thấy rằng hình anh em xem sau lưng ngóng thấy nãy giờ rõ rồi ấy, đúng không ạ? Ok, như vậy thì ở cái tiêu chí về giá trị cầu thủ thì cách biệt là quá lớn, và chiến thắng lại thuộc về Bruno. Vậy tỷ số bây giờ là 2-1, đúng rồi, 2-1 đúng không nè. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với tiêu chí số 4 mà Mốm nghiên cứu, và tiêu chí này Mốm tự nghiên cứu nha anh em. Tiêu chí số 4 này rất hay luôn, mình cá nhân mà thấy, đó là chỉ số thắng bại khi đối đầu trực tiếp. Đấy, một tiêu chí rất hay, có nghĩa là Mốm sẽ liệt kê một số trận đấu của Hoa Kỳ và Brazil chạm mặt với nhau trong cái khuôn khổ do FIVB tổ chức, gồm có 6 giải đấu mà mình đề cập hồi nãy đó. Và để xem coi là Hoa Kỳ và Brazil cũng như là Bruno và Chris Thompson ai thắng nhiều hơn. Đấy, thì đây là cái danh sách, cái list 12 giải đấu mình chiếu lên cho anh em coi ở phía sau lưng nốm nè. Mình không thể nào ghi trên cái list này được, nó nhiều quá. Anh em coi rồi tham khảo nha. Đó, danh sách là gồm 12 giải đấu. Đây là Mốm biết và Mốm tìm, chứ không biết là còn sót cái giải nào không mình không biết. Nhưng mà mình thấy là từ năm 2013-14 đổ lại đây thì hai anh này đối đầu là hơn 12 lần, nhưng tại vì có một số lần nó không thuộc FIVB tổ chức. Còn đây là mình biết được 12 lần mình gửi cho anh em. Và trong 12 lần này, kết quả là bên phía Chris Thompson, tức là bên phía Hoa Kỳ, thắng chỉ có 4 mà thôi. 8 lần thắng còn lại là thuộc về Brazil, thuộc về Bruno. Vậy ở tiêu chí mà đối đầu trực tiếp thì tuyệt đối lại thuộc về Bruno. 8-4, gần như gấp đôi rồi, còn gì nữa. Thì ở cái tiêu chí số 4 này chúng ta thấy rằng rõ ràng thì Chris lại thua Bruno. Ok, và đó là 4 tiêu chí mà Mốm đã liệt kê ra, và kết quả là 3-1 nghiêng về Bruno. Và tất nhiên đây là video clip mà Mốm làm để cho anh em tham khảo, bởi vì khi chúng ta nhận xét về một cái cá nhân, một cái trình độ kỹ thuật, thì tất nhiên là Mốm không đủ trình độ để nhận xét về cái trình độ kỹ thuật giữa Bruno và Nathan ai hay được rồi. Mốm chỉ liệt kê ra những cái tiêu chí này để cho anh em nhìn vào đó và tham khảo, cũng như anh em nếu như mà anh em nào có ý kiến đóng góp nào khác thì có thể bình luận một cách lịch sự bên dưới. Mốm nghiêm túc chân thành mà tiếp thu, cái nào hay thì tiếp thu thôi, đâu có gì đâu, đúng không anh em? Đó, và đồng thời là nếu như video này hay thì anh em hãy cho Mốm một like và một lượt đăng ký để động lực ra clip mới cho anh em xem chứ lì, đúng không ạ? Clip này khá là hay đấy. Theo quan điểm của Mốm từ đó giờ, Mốm thấy clip này là khá là hay. Đấy, clip này chỉ mang tính chất tham khảo nha, so sánh tham khảo thôi, chứ mình không dám nhận định là hai người này ai hang ai, để cho anh em tự nhận xét bên dưới. Ok, còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại baby.